lui chuyện á à, nó tua sắp á, để điện thoại máy tiền á, đóng tiền nó hết tiền nhiều lắm mà học cũng mua được cái gì đâu. Bị nung má sao hãy nói tới đây chưa đấy thấy tiếc đâu ừ anh chăm chăm ấy hãy thấy chuyện nung chỗ đã tập lên đi xa hả à? Sao mấy à, tiếc tiếc này hãy nói tạm năng tiếc đâu anh chăm mày về mà chăm thấy anh đừng đại chơi nhá thấy cho chú anh đó thấy thử mấy mới là sửa hết anh mơ mua quái đừng đại đừng đại ăn trẻ năm đó em sẽ chơi vậy thôi đúng đấy ăn tất đấy bố chị đông thấy ăn kịp ăn tất chị thứ ấy rồi nó ở lối ở hầm lăng chị chứ nế đang thay cái áo ấy à cái áo ấy nó có cái tính máu ra nó hơi sốc chết áo lôi chai với rùa chứ chị đấu ăn tất chén thương mai nè cái chỗ này cái đường chỗ này vô đẹp rồi ngồi chờ chút nữa con bé này nó đi gánh nước nó đi trở lại quay cái cảnh nè gánh nước đi chỗ này đẹp thật lấy nước bữa hay hãy hãy tất vì nó máu cười xa thấy đã ở lên cực ngay gần ngon đứa nhỏ nó đi gánh nước ở cái làng này nó cái giếng đào giếng mà không có nước thành thử ra nó phải đi gánh nước không muốn hết tất đang khỏi theo đến đang khỏi nó chẳng thọt nó đang lại tất rồi nó anh ấy cắt phải ăn mấy ăn sợ về lương lương hả sợ về sợ liếm đấy dạ đúng rồi sợ sợ về không ai được hả đây quay à mua nô thì tất mấy anh đây ai áp cho năm một bước đây mình sợ khơi như mà khơi tà phi nét đi sợ như thế này khơi tà à nít chúa ấy à trần trần ti à đi đi sổ vay à khơi nhà phi nét đang sợ như thế à mua tiền xây ta mua tiền ta trả lành à vừa xây nên xây thơ nhé xây chuông nhé xây nên kì chuông lúc mới mấy à dũ ấy chuông lúc mà này để quay cảnh con bé này đi gánh nước ở dũ quê mà ngay vậy hệ mạnh chứ mà ngay vậy mà anh chứ nó đi gánh nước theo đường bờ ruộng nè đi đây ra ngoài kia chỗ ngoài kia đó là người ta là cái mương nước nổi á ta bơm nước lên để người ta để làm ruộng á
chỗ này vậy mà đào giếng xuống cả chục mét mà không có nước. Ngay cho hãy 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 đập chương ấy. Đập chương ấy. Hả? Mà lũ một chân mạnh hãy. Tội không ở đây mà ở đây đào gán đào cái giếng mà không có nước. À, bây giờ không có giếng, có cái giếng mà không có nước, bây giờ phải đi gánh vậy nè. Mỗi ngày gánh lu là cũng chắc cũng 6-7 đầu nước. Gánh riết cái lưng nó cong luôn rồi. Hả? Gánh riết cái lưng cong luôn rồi. Coi cái tón này. Mình phần nào đây chứ, mình phần nào đây chua vậy ấy, hay cô mình ai vậy chứ. Có mình con gánh hả? Tại thư công ty mà. Dập đã ở lại đi. Không chỉ đủ admin tất cả nó ngon. Ở cái bom tất lăng chứ mới miên nữa. Ở quê nhỉ. Ở trong này chỗ khác người ta đào có nước mà cái xóm này đào nó không có nước. Xóm này người ta thấy thầy của thầy cho hả? Của ông thầy cho hả? Ông thầy không cho cái mấy cái bọn để đào làm giếng nè. Mà cái giếng thì đào xuống cũng cỡ chục mét, chục thước mà không thấy không có nước. Cũ cái khơi nát dương cái áo đó người ta dương vừa phun dương vừa ập tắt. Thấy vừa to vừa bằng nguyên sinh bốn to từ vô từ nô máu sủa với nhỉ hả thấy đạm sinh bốn mới to từ su máu đôi phu kết bốn tất ở tia nó. À, cái đàm sinh cái bồn. Thấy phép cũ, sông cũ. Sông cũ đó, sông cũ. Cái thạch cũ nó cái ôi nha. Không thầy nào cũng cho cái giếng này nè. Thì có cái máy bơm nước trên kia bơm vô cái giếng này luôn. Bồn chù. Bồn chô nâng quá. Bồn chô nâng bạn ba bự mình đi. Chô lẽ. Gọi là phở ở tới bia riêng kia đó. Một lấy lấy bác nơi bác thông man tích nơi khi mà tôi ở chô bán. Lực muốn ai bị đuôn rồi. Thấy mà bà thoảng nó bị lẽ chột rẻ.
Con học lớp mấy rồi? Lớp 8 hả? Lớp 8 đâu có thi ha. Nó mà mùa này mùa dịch rồi đâu có học hành gì đâu. Yên tâm thua sắp ọt cao chứ. Ủa lùi chuyện á. Nó thua sắp để điện thoại máy tiền, đóng tiền nó hết tiền nhiều lắm. Mà học cũng không có được cái gì đâu. Mà tụi con đâu có thi hả? Tới tuổi lớp 10, lớp 10 mới thi hả? Phải không? Ngày gì vậy này, anh đắng thương mấy anh đắng. Mưa tới thì anh lớp 12 ấy, hay anh lớp 10 sao vậy? Này con học ở nội trú, học ở trường ngoài này. Rung pi dưới ngập lại nè. Ở đây cái này là con ấy mới nhỏ. Trong nếu tự dưới kinh lên cho nó chạy như vậy. Rồi trồng đồng, đồng nó xả thôi. Ta xả ra mấy cánh đồng này để người ta làm lúa. Người ta làm ruộng, phải không? Đó. Thì cái nước chỗ này á, nó chạy lên tuốt trên kia. Còn cái chỗ này nó làm chỗ này nữa. Đó. Cái làm chỗ này, cái lộ chỗ này nó không có nước. Đào có giếng ở đây. Đào có giếng này cũng không có nước luôn. Rồi đứa nhỏ muốn xài nước đó là phải nó đi từ trong đó lên. Đi làm nhanh chỗ ở ngoài dưới bàn tay nó không thấy nước. Gánh về tới đây cái nó nghỉ. Nghỉ về lao chút rồi nó mới gánh vô tiếp. Ơi dưới nè. Mày cho lưới đấy, ban phần năng ấy, chân này nhảy. Bài, bài nó bạch, bạch lụa đôi đi. Ai món ở trên. Bà cụ này bà sao làng nè. Bà đi mua bà kia cơm khô của người ta, bà lại có bán cho con mười, để con mười nuôi gà nuôi cá, thấy bà lại rồi cho bà một phần quà luôn, 5 gói mì, 2 chai nước tương với 1 bao gạo 5 kg. Đây dân khổ nhiều lắm. Quá đi mua cơm khô về bán nè. Bà con nào có gì ủng hộ nên tôi cho mấy bà con ơi, cho mấy bà con nghèo ơi. Mấy tuổi rồi mà gì? 78 tuổi rồi bà con. Rồi
là mấy mì tại vì mì cay nó ăn bao nhiêu muối á. Đó, cái cho mì ăn hả? Con đứa cao cũng dễ thương. Đang tâm cô mười chân mà kinh lưới á. Hả? Nè, có con này nó ra nó tính tiền nữa nè. Hả? Đi tính tiền cho bà dê hả? Nè.